Tòa án Ả Rập Thống Nhất Emirates hoãn lắng nghe vụ cặp tình nhân Tây Phương ân ái trên xe taxi, tin từ Dubai. Một tòa án của Ả Rập Thống Nhất Emirates đã hoãn lại việc xét xử vụ cặp tình nhân Tây Phương bị tố cáo có hành động tình dục trên xe taxi cho đến ngày 24 tháng 11. Hai bị cáo Rebecca Black và Conor McRedmond đã tới tòa với một luật sư người địa phương. Đây là vụ án mới nhất với người Tây Phương phạm luật lễ giáo của Ả Rập. Nếu bị kết tội, các bị cáo sẽ bị tù và bị trục xuất. Hai bị cáo không nhận tội đã có hành động không đúng đắn khi ra trước tòa trong ngày 18 tháng 10, nhưng đã thừa nhận là đã có uống rượu, là tội thứ ba bị truy tố. Nhiều người Tây Phương đã bị truy tố vi phạm luật lễ giáo của Ả Rập Thống Nhất Emirates. Trong năm 2008, một cặp vợ chồng người Anh Quốc đã bị kết tội đã có hành động tình dục trên bờ biển và đã bị kết án 3 tháng tù và bị trục xuất. Năm 2010, một cặp vợ chồng người Anh khác bị tuyên án 1 tháng tù vì tội hôn môi trong một tiệm ăn. Người nước ngoài chiếm 90% dân số Ả Rập Thống Nhất Emirates vì bị thu hút bởi ánh sáng mặt trời quanh năm và miễn thuế lợi tức. Hồi giáo cấm tín đồ uống rượu, nhưng ở Ả Rập Thống Nhất Emirates, người không theo đạo Hồi giáo có thể uống rượu tại các khách sạn và các quán rượu trên bãi biển dành riêng cho họ.